Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng đêm Lâm Viên 2019 tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia vào tối thứ Bảy 16 tháng 3 do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính chào quý vị, đêm Lâm Viên 2019 do Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận đã được tổ chức vào ngày thứ Bảy 16 tháng 3 tại thành phố Fortress, Virginia. Trả ta sông núi là chủ đề của dòng nhạc đêm Lâm Viên 2019. Trong một ngày thứ Bảy cuối cùng của một mùa đông thật lạnh, thật dài và ngỡ như không dứt với những cơn tuyết bất chợt đã xảy đến trong năm nay. Ngày 16 tháng 3 tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia đã có hơn 380 quý thân hữu, quý hội đoàn, gia đình võ bị đến tham dự và cũng như những gia đình võ bị đến từ tiểu bang xa. Dù trời lạnh, hội võ bị cảm thấy thật hạnh phúc ấm cúng vì đặc biệt có sự tham dự của Trung tướng Lữ Lang, tuy ông đã hơn 90 tuổi. Đêm Lâm Viên, chúng tôi còn được thấy những chiếc áo dài thật thướt tha màu vàng từ những phụ nữ đêm Lâm Viên và những chiếc áo dài màu xanh da trời của những cô thiếu niên đa hiệu và các chàng trai trong áo trắng với chiếc cà vạt vàng với ba sọc đỏ. Được biết, thiếu niên đa hiệu vùng Hoa Thành Đốn đã có được 30 thành viên hậu duệ nam và nữ. Chương trình được khai mạc vào lúc 7 giờ với cựu sinh viên sĩ quan Trần Văn Lý khóa 28, kế tiếp những diễn tiến của nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt. Hai hầu tá kiếm năm nay là hậu duệ của võ bị. Màn hợp ca và phụ diễn hội nghị Diên Hồng đã được mọi người chú tâm và những lời khen ngợi không ngớt, tiếng vỗ tay do các nghệ sĩ địa phương, các gia đình võ bị, các hậu duệ, các thanh thiếu niên đa hiệu đã vất vả tập dượt trong một thời gian rất lâu. Từ ngày cái hội võ bị ở vùng này được thành lập thì năm nào chúng tôi cũng tổ chức đêm Lâm Viên. Đó là một cái cơ hội cho tất cả các cựu sinh viên sĩ quan ở trong vùng cũng như là các vùng lân cận như Pennsylvania, DC, Maryland đó, có dịp gặp gỡ nhau, hàn huyên và nhớ lại những kỷ niệm thời ở trong quân trường cũng như là thời chiến đấu trong trận chiến vừa qua. Sở dĩ đó, câu hỏi là tại sao duy trì được đêm Lâm Viên đông như vậy là vì cựu sinh viên sĩ quan chúng tôi có một cái đời sống rất là đoàn kết. Chúng tôi có thể bất đồng ý kiến nhưng mà chúng tôi quan niệm là không có bất hòa. Thế thành ra mỗi dịp mà có thể tụ họp lại với nhau thì chúng tôi sẵn sàng và được các chị cũng như các cháu thế hệ 2 giúp đỡ và yểm trợ rất là tốt. Chủ đề trả ta sông núi, trả lại cho nhân dân Việt Nam những gì Cộng sản Việt Nam đã bán đứng cho ngoại xâm. Những bài nhạc tình ca, bài nhạc tình từ dân tộc, từ miền Bắc qua miền Trung vào đến ruộng đồng miền Nam. Bài nhạc Nhớ Mẹ được học ca bởi bốn hậu duệ thanh thiếu niên đa hiệu. Bốn anh em ruột cũng là những người con của cựu sinh viên sĩ quan khóa 10. Ông đã qua đời, cựu thiếu tá Võ Thành Khiết. Đây là những lời tâm sự tại sao chọn bài Nhớ Mẹ trong đêm nhạc chủ đề Trả Ta Sông Núi. Tôi này rất là thích cái bài Nhớ Mẹ của tướng Lê Minh Đảo, là bác mà tôi này rất là kính mến. Thì bác trong cái bài hát của bác cũng có cái lời nói là để trả lại cái những cái gì mà quê hương đã mất. Ra chúng tôi muốn chọn cái bài đó vì cái bài đó nói lên được cái sự mất nước khi chúng ta bị cộng sản vào. Thì bác đã sáng tác bài đó khi bác ở trong tù, thì bác sáng tác cái bài đó để nói lên được cái lòng yêu nước, cái lòng khắc khoải khi mà đất nước mình bị lâm nguy mất nước, để nhớ đến người mẹ của mình mà cũng nhớ đến cái người mẹ Việt Nam, là nói lên cái sự đau khổ mà mình đã bị
mất trong cái lúc thời gian đó, cho nên tụi em rất là tâm đắc cái bài đó. Và đặc biệt là bốn anh em ruột, thì ba của mình là khóa 10, cũng là cùng khóa với bác Lê Minh Đảo. Vì bác Lê Minh Đảo là cũng là sĩ quan, nhưng mà mình thấy cái bài này rất hay là bởi vì thường người ta cứ nghĩ là cái người võ đó là không bao giờ mà có nghe văn, mà cái này bác võ mà là văn luôn, sáng tác nhạc luôn, quá hay, mà để nói lên cái tình yêu đất nước. Lần đầu tiên mình bằng một cái bộ đồ rất là hãnh diện cho một cái thế hệ thứ hai để tiếp nối các chú, để mà hàng năm để chúng ta tưởng nhớ lại những chiến sĩ đã hy sinh. Vì tụi tôi được xa trường mà cũng cách đây từ ngày mất được đến đây cũng gần 45 năm rồi. Mỗi một lần trường võ bị, mặc dù chúng tôi xa quê hương mất nước, nhưng mà trong tim chúng tôi, ngọn đồi 15-15 của Đà Lạt cao nguyên gió lạnh mưa mùa luôn luôn sống trong tim chúng tôi. Một lần mà anh em tập họp, tụ họp thì chúng tôi đã có mặt, vì chúng tôi nghĩ rằng vùng Nam chiến thuật cũng mời gọi, nên gặp nhau được ngày nào thì chúng tôi vui vẻ ngày đó. Hôm nay là một cái dịp từ xa xôi, từ Philadelphia lên đây để gặp anh em, bạn bè, cũng như niên trưởng, niên đệ. Đó là một điều vui cho chúng tôi. Chú sau nữa cũng về trường phục vụ, từ đại đội trưởng, tôi tiểu đoàn trưởng Tân Quốc Sinh, tôi tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 1 sinh viên sĩ quan. Tôi xin ước mong quý niên trưởng, niên đệ, quý niên tỷ, niên muội và các cháu thân thiện nên đã hiểu, có một lần mà võ bị sinh hoạt thì nên đến với nhau, vì chúng ta không còn bao nhiêu lâu nữa. Chúng ta đến để làm gương cho thế hệ thứ hai, và cái truyền thống và tinh thần của võ bị được tiếp nối là nhờ cái thế hệ thứ hai, thứ ba tiếp nối. Chúng ta rất mãn nguyện là có thế hệ đó tiếp với chúng ta để duy trì những cái tinh thần đẹp nhất của trường mẹ, nơi mà chúng tạo chúng ta nên người. Ban văn nghệ đã chia làm hai phần. Phần thứ nhất là bên cô Hiếu Thuận là cô tập hát những cái bài hát. Còn phần thứ nhì đó là của các cô phụ nữ lâm viên tập múa và có những cái hoạt cảnh giống như là khúc hát ân tình. Dạ, thì mấy cô đó sẽ tập, và cái tập đó cũng vất vả, mất khoảng 5 tuần chủ nhật. Đêm lâm viên cũng không quên cảm ơn ban nhạc Hải Đăng, hàng năm đều sát cánh cùng hội võ bị vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Các anh chị cũng là hậu duệ của khóa 10. Bài nhạc Thề Không Phản Bội Quê Hương với hàng trăm cánh tay đưa lên, với những ngọn cờ vàng bay phất phới trong đêm lâm viên, đã kết thúc chương trình sau 11 giờ đêm. Tường trình từ đêm lâm viên 2019 tại thành phố Fortress, Virginia. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị luôn theo dõi và đón xem. Mọi đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Thông báo, kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống. Khi đến các trung tâm khai thuế, xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai trùng. Giấy tờ tùy thân có hình, thẻ an sinh xã hội hoặc số ITIN, tất cả giấy tờ về lợi tức thu nhập, tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng, mang theo chi phiếu không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng, các giấy tờ biên lai có chi phí cho các người phụ thuộc, tiền học phí, tiền lãi trả nợ mua nhà, bằng chứng về bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm, thẻ Medicare hoặc Medicaid. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt. Fairfax Skill Short Center, Annadale, 7611 Little River Turnpike, phòng 330, Annadale, Virginia, 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019, vào các ngày
thứ Tư và thứ Năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ngoài ra còn có trung tâm khác trong vùng Kingstown Library, South County Center Alexandria, Enterprise Development Group Arlington, Chantilly Library, Homestretch, Thomas Library for Church, Neighborhood Resource Center Herndon, Lorton Community Action Center, Fairfax Skill Sword Center Reston, Richard Byrd Library Springfield, Prince William Falazzo Office and Skill Sword Center Woodbridge. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ 703-533-5471.